Chương trình đọc sách Phật giáo của tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay tủ sách Áo Lam xin bắt đầu đọc tiếp tập 4 của cuốn sách mang tên Tôi là AI. Của tác giả Ni Sư Uya Khema, Việt dịch diệu liên lý thu linh, hiệu đính bình an Sân. Kính thưa quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu Tủ sách áo lam chúng con phát nguyện đọc sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến với mọi người nhé. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc sách, chương 5, Nhị Thiền và Tam Thiền, Đạo Lộ mà Đức Phật hướng dẫn. Giải thích cho Potapada trong bản kinh này cần được thực hành đúng theo từng bước. Trước tiên là giới, gìn giữ các căn, rồi định niệm và tuệ, sự hiểu biết rõ ràng, tự tại, buông xả các chướng ngại và chỉ sau khi những điều này đã được thực hiện hành giả bước vào sơ thiền. Giống như một tấm bản đồ, đưa chúng ta từ điểm này sang điểm khác trong suốt cuộc hành trình. Ai cũng biết khi sử dụng bản đồ nếu ta không tuân theo chỉ dẫn, thì chắc chắn là ta sẽ lạc đường. Thí dụ, để đi từ Los Angeles sang New York, nếu chỉ xem bản đồ New York thì chưa đủ. Chúng ta cần một bản đồ chỉ dẫn từng chặng, từng khúc đường, cho đến tận điểm đến cuối cùng. Đã diễn tả về sơ thiền, giờ Đức Phật nói về nhị thiền. Lại nữa, vị tỷ kheo diệt tầm, diệt tứ, trứng và chú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Đầu tiên, chúng ta đem tâm về với hơi thở, rồi chú tâm nơi đó. Giờ thì không cần thiết phải làm như vậy nữa. Đạt được sơ thiền là tâm đã đủ định tĩnh, vững chãi. Tuy nhiên, lúc đầu không phải vậy, cần nhiều công phu tu tập mới được vậy. Lúc đầu, tâm luôn dao động, rời xa đối tượng thiền và chúng ta có thể phải lập lại giai đoạn tìm và duy trì đối tượng, tầm và tứ. Nói một cách thực tế là, dường như cảm giác hoan hỉ mà ta đang để tâm đến, tan biến ngay trong khi ta vẫn đang cố gắng nắm giữ nó lại, cảm giác đó luôn hiện hữu chúng ta không tạo ra nó. Chúng ta có thể thấy rằng, thay vì bắt đầu trở lại với hơi thở, hoặc thiền tâm tư, hoặc bất cứ đề tài nào mà ta chọn lựa, Chúng ta chỉ cần đem tâm thức quay về với cảm giác, vì ta đã biết cảm giác mạnh mẽ nhất nằm ở nơi nào trên thân thể. Không có nghĩa là ta chú tâm nơi thân, chỉ vì cảm giác nằm nơi thân, ta phải tìm đến đó thôi. Nếu không thành công, ta phải trở lại giai đoạn tìm kiếm và an trú, tầm và tứ. Tất cả tùy thuộc vào mức độ định của ta, khi đã thực tập đầy đủ, hành giả bước vào tầng thiền thứ hai bằng cách tự ý buông bỏ sự chú tâm vào cảm giác hỷ lạc. Hành giả làm được điều đó khi đã trụ đủ lâu, đã hoàn toàn thấm đẫm, hoàn toàn ý thức được cảm giác đó. Thời gian 10 hay 15 phút với tâm định tĩnh là đã quá đủ. Hành giả xả ly cảm giác hỷ lạc, phải với sự tự nguyện. Trong một bản kinh khác, Đức Phật dạy rằng vì ta biết hỷ lạc nơi thân vẫn còn thô kịch nên hành giả sẽ tìm đến một cấp bực cao hơn. Khi hành giả đã ly hỷ lạc, hành giả sẽ chú tâm vào niềm vui nội tại đang có mặt lúc ấy, bằng cách chuyển hướng sự chú tâm. Niềm hoan hỷ vẫn còn vương vấn trong tâm thức, thân vẫn lâng lâng và dường như không có trọng lượng. Nếu tâm định tĩnh viên mãn, hành giả sẽ không cảm thấy đau nhức, không có khó chịu nơi thân, dầu khi xuất thiền các cảm giác này có thể trở lại giờ thì lạc rõ ràng có mặt đây là niềm vui thiền định kha, đem lại cho ta sự an tịnh vì nó chính là đối trị của lo lắng bồn chồn nếu vì lý do gì ta không cảm nhận được niềm vui nội tại này thì ta có thể niệm thầm lạc roi khi ta chú tâm vào niệm đó thì toàn thân ta dường như cũng nương theo đó cách này có thể sẽ không thích hợp với tất cả mọi người nhiều người cảm thấy nó làm họ bị phân tâm cả hai trạng thái hỷ và lạc này vẫn còn yếu tố hưng phấn hành giả có cảm giác như chúng xảy ra trên đầu nhưng dĩ nhiên đó chỉ là cảm giác lần đầu đạt được sơ thiền niềm hưng phấn này rất mạnh mẽ vì tâm có bao đời yêu muốn diễn tả trạng thái này nhưng khi hành giả đã hành thiền miên mật thường đạt định thì niềm hưng phấn mạnh mẽ ban đầu biến mất Thay vào đó là cảm giác hưng phấn vi tế hơn. Hành giả cũng chưa thật sự yên tĩnh, nên hành giả phải đi qua từng cấp bậc, từng bước một, vì mỗi bậc, mỗi bước đều là nhân mà cũng là duyên. Duyên của hỷ là do nơi nhiếp tâm, hỷ lại đem đến lạc, vì làm sao chúng ta không cảm thấy an lạc khi tâm ta tràn đầy hoan hỷ. Phần đông không trải nghiệm được niềm vui nổi tại này, vì đối với họ Hỷ lạc luôn dựa vào những điều kiện bên ngoài. Chúng ta có thể phát triển tuệ giác nếu tiếp xúc được với niềm vui nội tại. Tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật do ly dục xanh xưa kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng hỷ lạc chân thật do định xanh khởi lên, vị ấy có tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật do định xanh. Như vậy do học tập, một tưởng khởi lên, cũng do học tập một tưởng diệt trừ. Ở đây từ, tưởng perception được sử dụng, nhưng nó cũng có thể thay bằng từ tâm thức, consciousness, do kinh này được gọi là các trạng thái tâm thức, state of consciousness. Ở đây Đức Phật thuyết rằng có tâm thức phát khởi do học tập, rèn luyện, mà cũng có tâm thức do học tập, rèn luyện mà diệt trừ. Tất cả chúng ta đều biết tâm thức bình thường như thế nào. Có khi nó dễ chịu, có khi không. Nhưng nó luôn gắn với việc ta muốn cái gì đó khi ta không có, hay không muốn cái gì đó khi ta đang sở hữu nó. Vì vậy, chúng ta không bao giờ có được cảm giác nội tại an lạc, sung sướng hoàn toàn. Có thể chúng ta không ý thức được điều này, nhưng sự thật là thế. Tâm bình thường tâm thức mà tất cả chúng ta đều sử dụng hàng ngày để kiếm sống, để giao tiếp với nhau là trạng thái tâm đối nghịch với thường hằng đó là tôi muốn cái gì đó tôi chống đối thế gian tôi chống đối bạn tôi đứng ngoài tất cả và điều đó không đem lại cho ta sự bình an tất cả chúng ta đều quá quen thuộc với các trạng thái tâm này đa số chúng sanh đều nghĩ rằng không có gì ngoài những trạng thái tâm thức đó vì nghĩ như thế nên họ hướng ra thế giới bên ngoài để tìm kiếm khoái lạc hạnh phúc nhưng khi bắt đầu hành thiền ta ý thức được rằng có một tâm thức hoàn toàn khác vẫn hiện hữu trước tiên là nó tác động mạnh đến chúng ta sau đó nó trở nên một điều gì đó mà ta hiểu rất sâu sắc qua quá trình thiền tập nhờ chánh niệm về các trạng thái tâm thức khác này mà tâm bi mẫn rộng lớn phát khơi sự khác biệt giữa tâm bình thường và các trạng thái tâm cao thượng quá rộng lớn đến nỗi hành giả không khỏi cảm thấy tâm tràn đầy bi mẫn, do đó hành giả muốn giúp đỡ người. Đó là điều Đức Phật đã thực hiện. Kể từ khi Ngài đạt được giác ngộ ở tuổi 35 cho đến khi nhập diệt năm 80 tuổi. Kinh Tạng ghi lại rằng, Đức Phật hoáng Pháp mỗi ngày, bất kể thời tiết khắc nghiệt, hay ngay cả khi Ngài đau yếu. Đức Phật đi bộ từ nơi này sang nơi khác để giảng dạy, dù đường xá xa xôi thời Đức Phật còn tại thế. Phương tiện duy nhất để di chuyển là bằng xe bò hay xe ngựa. Nhưng Ngài không muốn các con vật phải chờ nặng, nên đã quyết định đi bộ. Đến nay vẫn còn luật không cho người tu sĩ sử dụng các phương tiện do con vật kéo, khiến chúng đau đớn. Các kinh cũng nhắc lại rằng Đức Phật thiền định mỗi sáng sớm và phóng tâm từ bi đến mọi chúng sanh. Điều này có nghĩa là Đức Phật đã sử dụng Phật nhãn để tìm xem ai là người đã sẵn sàng nghe giáo pháp. Đức Phật nói rằng chỉ có một vài người có rất ít bụi trong mắt và Đức Phật sẽ không quản công đi tìm họ vì biết rằng họ sẽ mở lòng đón nhận chân pháp. Trong sơ thiền, tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật do ly dục xanh khởi lên có nghĩa là xa rời ái dục, chướng ngại hoặc bất cứ trạng thái ô nhiễm nào. Giờ trong tầng thiền thứ hai, hỷ lạc lại là do định xanh khơi có nghĩa là tâm định của ta đã được sâu lắng trong sơ thiền vọng tường cũng thường có mặt hành giả vẫn nghe tiếng động nhưng không rõ ràng như trước kia chúng dường như xa lắng trong nhị thiền chúng xa hơn chút nữa như thể ta đang ngồi trong một vòng kiếng ngăn chặn tiếng động không để chúng quấy nhiễu ta nữa sự nhiếp tâm của ta trở nên mạnh mẽ hơn và trong quá trình tiến triển qua các tầng thiền định tâm càng lúc càng trở nên nhất điểm one-pointed sự định tĩnh đó thanh lọc tâm khiến tâm trở nên sáng suốt việc này duyên cho việc kia giáo lý của đức phật đôi khi được gọi là giáo lý nhân quả vì những lời dạy rõ ràng khúc chiết dẫn dắt chúng ta đi từng bước một mỗi bước là nhân cho sự phát sinh của bước kế tiếp trên phương diện tri thức chúng ta có thể dễ dàng hiểu được điều này và đó luôn là điểm khởi đầu hiểu giáo lý lúc đầu giáo lý không thể mang lại cho ta sự an tịnh hay tuệ giác nhưng nếu không có giáo lý chúng ta không thể tiến triển tri thức gắn với lý trí nhưng nó cũng phải đi kèm với một trái tim cởi mở nếu không dù bạn có thâu gom kiến thức trên cả địa cầu này cũng không ích lợi gì chúng ta có thể hùng hồn giảng pháp hoặc viết những quyển sách giáo lý thâm sâu nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể giải thoát bản thân khỏi đau khổ nếu trái tim ta không rộng mở thì cũng khó thể nhập phật pháp lòng tin nơi giáo lý xuất phát từ sự hiểu biết sẽ mang đến niềm vui trong tu tập tâm và trí phải luôn đi đôi với nhau chúng ta đã biết là khi xuất định hay xả thiền cần thực hiện ba điều thứ nhất là nhận biết tính vô thường của kinh nghiệm vừa trải qua thứ đến là hồi tưởng lại phương cách mà ta đã sử dụng để đạt đỉnh. Giờ chúng ta nói đến vài chi tiết của bước thứ ba, khi ta tự hỏi, tôi đã học được gì từ sự trải nghiệm này, tôi đã đạt được tuệ giác gì khi đạt được cảm giác hỷ lạc trong tầng thiền thứ nhất, tâm nhận ra ngay được trạng thái bao trùm, hưng phấn đó, rất khác với tâm lăng xăng yêu, ghét thường ngày. Tâm thức bao trùm, Trải rộng đó giúp hành giả ý thức được rằng còn có nhiều thứ khác trong cuộc đời hơn là các dục lạc. Kể cả những cảm xúc dễ chịu, vi tế nhất, như ngắm hoa, xem mặt trời lặn, thưởng thức văn thơ, dầu không có gì là xấu, cũng ở bên ngoài ta, hạnh phúc của ta tùy thuộc vào vẻ đẹp của chúng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng cũng khiến ta hạnh phúc ta thường nghĩ rằng do phẩm chất của mặt trời hoàng hôn đem lại cho ta niềm hạnh phúc đó nhưng thật sự chính là do ta hòa mình với cảnh vật ta mới có được sự vui vẻ hạnh phúc ta tin là hạnh phúc do từ bên ngoài mang đến nhưng sự xúc chạm giác quan đó chỉ là động lực khiến ta đắm chìm trong đó đến nỗi ta đánh mất hết mọi cảm giác về cái tôi lúc ấy không có tiếng ai nói tôi muốn cái đó tôi muốn giữ lấy nó nhưng một khi mặt trời lặn mất rồi và niềm vui cũng tan cái tôi quay về với ý nghĩ tôi phải đi tìm cảnh mặt trời lặn khác nữa để có được niềm vui đây là một minh họa cho việc chúng ta trải nghiệm đủ mọi thứ để được giác ngộ nhưng không học hỏi được gì từ những trải nghiệm của mình vì thế ta cần đến giáo lý của đức phật để hướng dẫn chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy sự vật như chúng thật sự là sự hiểu biết hay tuệ giác đầu tiên của chúng ta là biết có một tầng tâm thức khác đang hiện hữu và rằng ta có thể tìm được niềm vui bên trong ta chứ không phải bên ngoài. Chính nhờ tâm thanh tịnh và định tĩnh mà ta trải nghiệm được điều này. Từ đó, ta có thể suy ra rằng tất cả những gì ta từng săn đuổi, kiếm tìm đã có sẵn trong ta. Phần đông chúng ta tìm kiếm dục lạc hạnh phúc ở bên ngoài, không biết rằng các xúc chạm đều tùy thuộc vào thế giới bên ngoài và không bao giờ đáng tin cậy. Với hỷ lạc ở nhị thiền, hành giả nhận ra rằng trạng thái hỷ lạc này vi tế, nhẹ nhàng hơn bất cứ niềm hỷ lạc nào mà hành giả từng nếm trải qua và nó không tùy thuộc vào các điều kiện bên ngoài. Hành giả cảm thấy thấm đẫm trong niềm hỷ lạc này, là điều mà hành giả không bao giờ có thể cảm nhận qua các xúc trạm giác quan. Biết rằng trải nghiệm trên là khả thi, hành giả đi đến tuệ giác thứ hai rằng không còn cần thiết phải luôn tìm kiếm dục lạc trong các xúc trạm giác quan, dầu dĩ nhiên là chúng vẫn xảy ra. Điều này là một bước ngoặt trong cuộc đời chúng ta. Việc tìm kiếm dục lạc qua các giác quan làm tổn phí bao thời gian, sức lực, lại khiến ta đa u khổ, đúc kha vì thường ta không có được cái mình muốn hoặc chỉ được phần nào hoặc có người cản trở chúng ta nhị thiền cũng mang đến những sự thay đổi lớn trong các thói quen của chúng ta vì ta tự động mang trải nghiệm này vào cuộc sống đời thường các giác quan của chúng ta cũng vẫn còn đó mắt ta vẫn thấy tai vẫn nghe ta vẫn nếm xúc chạm người suy nghĩ nhưng ta không còn phí hoài bao công sức đi tìm lạc thú qua các giác quan này nữa ngược lại sau một thời gian hành thiền có người thấy màu xanh trong thiên nhiên và bầu trời dường như xanh hơn dĩ nhiên không phải là bầu trời hay lá cây thay đổi mà là cái nhìn của họ đã trở nên sáng rõ hơn sự sáng tỏ này có mặt do ta không còn tìm kiếm dục lạc qua các giác quan hay muốn bám víu chúng muốn lặp lại chúng chỉ đơn giản là hỷ lạc có mặt, mà không gợn chút ham muốn nào. Thông thường, ta còn không để ý đến yếu tố khổ có mặt trong các lạc thú, nỗi khổ của sự bám víu, của ước muốn được sở hữu. Nhưng ở đây cái mà chúng ta sở hữu là sự xúc chạm giác quan trực tiếp, với phẩm chất vi tế hơn. Đây cũng là kết quả của chi giác rằng chúng ta không cần tìm kiếm ở bên ngoài những gì đã có sẵn bên trong ta. Tâm an lạc của nhị thiền chưa phải là tuyệt đối, nhưng rõ ràng nó cũng đã đem đến sự lắng động cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta biết rằng tất cả đều có mặt trong ta, chúng ta không cần phải làm gì hoặc đi đâu. Dĩ nhiên chúng ta vẫn còn làm việc này việc kia, nhưng chúng ta có thể sẽ làm tốt hơn vì không còn bám víu vào kết quả, hay nói một cách chính xác hơn không bám víu vào ý nghĩ rằng hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào kết quả đó chúng ta chỉ làm vì có việc cần làm kết quả là chúng ta làm việc đó dễ dàng hơn không bị áp lực nào chúng ta biết rằng có một cái gì đó vi tế hơn tốt đẹp hơn to lớn hơn tất cả những gì xảy trên thế gian này không phải là ta bắt đầu chê bai từ bỏ thế gian chỉ là ta không còn trông đợi vào nó giống như trước nữa. Ở đâu không có sự hy vọng, trông mong, ở đó không có sự thất vọng. Mọi thứ bắt đầu xảy ra theo thứ tự, một cách lặng lẽ. Đức Phật đã thuyết giảng về nhị thiền, trong kinh sa môn quả Samana Phala Sutta với hỷ lạc do định xanh, tỳ kheo thấm nguấn, tràn đầy không sót chỗ nào trên thân hình. Việc này xảy ra như thế nào? Chúng ta không nên hiểu lầm hỷ và lạc là hai niềm vui tinh thần luôn đi đôi với nhau, nhưng chúng cũng thể hiện nơi thân. Thí dụ, chúng ta có thể nói ta cảm thấy vui trong lòng, nơi chỗ trái tim. Niềm vui là một trạng thái tinh thần, tình cảm, nhưng ta lại chỉ vào một chỗ trên thân. Điều này cũng tự nhiên thôi, vì ta không có cách nào khác để trải nghiệm bất cứ điều gì, ngoại trừ qua sự liên hệ giữa thân và tâm. Trong nhị thiền chúng ta sử dụng hì làm nền phía sau và lạp làm nền phía trước để chúng ta được tự trùng phủ từ trên xuống dưới trong thiền tâm từ chúng ta thường nói cần phải tự làm tràn đầy niềm vui từ đầu đến chân nếu làm được như thế nó sẽ dẫn lối cho ta vào các tầng thiền định giống như với sơ thiền đức phật cũng đưa ra một ẩn dụ cho nhị thiền ví như một hồ nước nước tự trong dâng lên phương đông đây Nam hay Bắc không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nguồn, tắm ướt, làm cho sông mãn tràn đầy hồ nước ấy. Với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nguồn. Cũng vậy, tỉ kheo thấm nguồn, tắm ướt, làm cho sông mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định xanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định xanh ấy thấm nhuần. Đây là những lời hướng dẫn rất lợi ích vì thông thường niềm vui chỉ được cảm nhận ở trong lòng. Nhưng ta có thể dễ dàng bành trướng nó, để ta có thể cảm nhận được nó ở mọi nơi trong ta. Lúc đó, và chỉ có lúc đó, ta mới hoàn toàn trải nghiệm nhị thiền. Khi hành giả có thể tắm đẫm trong hỷ lạc thì cảm giác đó không thể so sánh với bất cứ niềm hỷ lạc nào mà hành giả đã biết đến trước đây. Có một cảm giác ngọt ngào, sung mãn, do đó các trạng thái tâm của hành giả cũng biến đổi. Sự trải nghiệm về niềm vui nội tại này mang lại cho ta sự tự tin, vì chúng ta biết mình có thể cảm nhận được hạnh phúc mà không cần đến các điều kiện bên ngoài. Điều này khiến ta cảm thấy tự tại, chân thật và tự lực giờ chúng ta có thể tiếp bước đến tầng thiền thứ ba nhờ niềm hỷ lạc sung mãn này chạo hối được diệt trừ, khiến ta cảm thấy tự tại Đây không phải là sự tự tại mà ta đã nói đến trước đây rằng khi bắt đầu hành thiền, ta cần bằng lòng với hoàn cảnh, với bản thân, cần biết ơn những điều tốt đẹp mà cuộc đời mang đến cho ta, thoải mái, hài lòng để được vậy, chúng ta phải cố ý quán tưởng đến những điều này và chú tâm vào chúng. Nhưng ở đây, sự tự tại mang một phẩm chất khác. Nó có mặt vì chúng ta trải nghiệm được cái mà chúng ta luôn mong ước niềm hỷ lạc sung mãn. Sau một khoảng thời gian, có thể chúng ta cần phải buông bỏ hỷ lạc, dù ta cảm thấy nó thoải mái, dễ chịu vô cùng và tâm ta thấm đẫm tự tại trong đó. Hai tầng thiền đầu tiên dường như xảy ra trên đầu trong khi với tầng thiền định thứ ba, ta cảm thấy tâm như sâu lắng xuống dưới hơn. Đức Phật đã nói về tầng thiền thứ ba như sau, lại nữa, tỳ kheo ly hỷ chú xả, tránh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là, xả niệm lạc chú, chứng và an chú thiền thứ ba. Theo đoạn kinh này, tính chất của tam thiền là, xả, equanimity. Đó thật ra là đặc điểm của tứ thiền vì vậy rất khó phân biệt giữa tầng thiền thứ ba và thứ tư tuy nhiên thực tế mà nói ta có thể phân biệt bằng cách sau trước tiên hành giả ly hỷ lạc hành giả làm điều này với chủ ý không phải do vì định lực bị suy yếu nếu không hành giả không thể tiếp tục hành thiền tốt hơn hết là thực tập buông bỏ một cách có chủ đích sau khi đã hoàn toàn tắm đẫm trong hỷ lạc trong một bài kinh khác Đức Phật cũng thuyết rằng khi đã nhận thức được niềm hỷ lạc này còn thô ráp, hành giả tự động hướng đến một trạng thái vi diệu, vi tế, cao thượng hơn. Có người cảm thấy rất khó buông bỏ niềm hỷ lạc này. Lại có người khó đạt được trạng thái hỷ lạc, có đủ loại chướng ngại, nhưng với thời gian chúng ta sẽ tiếp thu được cả con đường đạo. Không vì bất cứ lý do gì mà chúng ta không thể rèn luyện tâm thức của mình. Chỉ cần kiên nhẫn bền bỉ và không lo nghĩ nhiều về kết quả. Bệnh thành tích cần được dẹp bỏ, không có gì phải thành tựu, vì nó đã có mặt ở đó rồi. Chúng ta xả ly niềm vui nổi tại bằng cách không chú tâm đến nó nữa, khi đó, nó sẽ tự biến mất. Đây lại là một thí dụ khác về sự thật là ta chỉ có thể biết được những gì trong tâm ta. Giờ tâm đang rất thoải mái, tự tại Điều đầu tiên chúng ta cảm nhận được là một cảm giác an tịnh, bình yên. Nhất tâm được diễn tả như là chánh niệm tỉnh giác, đó là sự hoàn toàn hiểu biết và tĩnh thức. Cái cảm giác dễ chịu được nhắc đến là đặc tính của tất cả mọi tầng thiền định. Tất cả đều rất thoải mái, dễ chịu, nhưng ở đây, cảm giác dễ chịu nơi thân của sơ thiền và niềm hỷ lạc của nhị thiền đã được để lại phía sau, và trong tầng thiền thứ ba, cảm giác thoải mái xuất phát từ sự tự tại, bình an. Đây là một chi giác quan trọng, có nghĩa là trí tuệ đã phát sinh. Cả hai đi song đôi với nhau, và chỉ có thể biểu hiện qua kinh nghiệm cá nhân. Ẩn dụ thường được dùng để so sánh là việc tự ăn xoài. Nếu chưa bao giờ được ăn xoài, nhưng ta muốn được nghe người khác diễn tả về mùi vị của nó. Họ có thể phát hỏa, cho ta xem hình ảnh, đây là trái xoài và nó có mùi vị như thế này lời nói của họ có giúp ta thông thái hơn không chúng ta có thể chiêm ngưỡng hình vẽ tranh ảnh về trái xoài nhưng ta sẽ không bao giờ biết đến mùi vị của nó cho tới khi ta ăn được miếng xoài đức phật luôn nhắc nhở chúng ta về những điều này nhưng ta thường dễ quên vì nó đòi hỏi ta phải cố gắng trong khi đang ăn chú trong thiền định chúng ta không nên cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì điều đó đòi hỏi ta phải suy nghĩ. Tuy vậy, khi đã chứng đạt được tầng thiền này, các loại chi giác sẽ tự động phát khởi theo sau. Nếu không mong cầu chi, chúng ta sẽ có được tự tại, an bình. Điều này gây tác động mạnh đến nỗi tự động chúng ta sẽ mang nó vào đời sống hàng ngày của ta. Nhưng không có nghĩa là chúng ta luôn thành công. Tâm có đủ bao điều ước muốn, thanh cao hay thô lậu. Nhưng, giờ chúng ta biết rằng với mỗi ham muốn, ta chỉ tự làm khổ bản thân, và rằng sự tự tại, an bình mà ta trải nghiệm được ở tầng thiền định thứ ba thì cao cả và đầy đủ hơn bất cứ ham muốn nào. Hiểu được điều này, chúng ta có thể buông bỏ dần các ham muốn, nghĩa là bớt dần được những khổ đau tham ái, lo âu, khổ nhọc để đạt điều gì không còn ham muốn là một trong những cánh cửa đưa đến giác ngộ. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó? Chỉ bằng cách trải nghiệm, dầu trong một thời gian ngắn ngủi, thì ta mới có thể ước định được giá trị của nó. Dĩ nhiên đạt được tầng thiền thứ ba chưa phải là giác ngộ, nhưng nó mang đến tự tại, an lạc, là những trạng thái mà ta có được khi không còn tham ái. Do đó, ta bắt đầu thay đổi cách sống có thể là chúng ta cũng đã giảm bớt một số ham muốn của mình nhưng ngay cả những ham muốn vi tế nhất cũng khiến tâm không yên kinh nghiệm bản thân về lòng không ham muốn tác động mạnh đến khả năng buông bỏ khổ đau cuối cùng ta sẽ tự biết hương vị của trái xoài là như thế nào mà không cần hỏi ai không cần tra vấn sách vở nào chúng ta biết thế nào là không còn ham muốn nghĩa là thật sự tự tại ngược lại Tự tại nghĩa là không còn ham muốn. Trong lúc chứng định, ta dễ dàng không có lòng ham muốn. Đó là kết quả đương nhiên của tâm hỷ lạc. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, điều này lại khó thực hiện hơn. Tuy nhiên, hành giả luôn có thể quán tưởng lại chứng nghiệm đã trải qua. Nhất là khi hành giả có khả năng lặp lại chứng nghiệm ấy theo ý muốn. Và nó đã trở thành một phần trong thiền tập hàng ngày của mình. Lúc đó, tâm sẽ ngày càng trở nên quen thuộc với trạng thái tâm thức này. Chúng ta không bao giờ đánh mất các chi giác. Tuy nhiên, nếu ta đạt được một chi giác nhưng không sử dụng nó, nó sẽ lùi vào phía sau tâm thức, giống như một ngoại ngữ chúng ta học mà không sử dụng. Một lúc nào đó, khi nghe ngôn ngữ này, ta nhớ rằng mình thực sự đã biết ngôn ngữ ấy và với nhiều cố gắng, ta có thể nhớ lại nó. Cũng thế đối với chi giác nếu không sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày, nó sẽ nằm lại phía sau tâm thức. Chúng ta không nghĩ đến nó, cho đến khi có ai đó nhắc đến, ta mới chợt nhận ra rằng, đúng vậy, tôi cũng có giác chi được điều đó. Sau đó, chúng ta có thể thường xuyên sử dụng chúng hơn. Quan trọng là ta phải áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cần phải quan sát chúng, nghiền ngẫm về chúng luôn, để ta có thể phát triển chúng thêm lúc đó ngoại ngữ tri giác sẽ trở thành ngôn ngữ của ta trong phật giáo người ta thường nghe nói có hai loại ngôn ngữ ngôn ngữ đời thường và ngôn ngữ của pháp mà chúng ta sử dụng trên quan điểm của chân lý tuyệt đối đức phật sử dụng cả hai loại ngôn ngữ này ngài nói về những điều xảy ra bình thường hàng ngày và về chân lý tuyệt đối chúng ta cần ý thức điều này và biết ngôn ngữ nào đang được sử dụng khi Đức Phật thuyết giảng về các tầng thiền định, mặc dù Ngài nói về các trạng thái tâm thức cao thượng, ngôn ngữ được sử dụng vẫn thuộc chân lý tương đối, đó vẫn là, tôi, đang trải nghiệm các cấp bậc thiền. Chúng ta chưa đạt đến loại ngôn ngữ mà nếu ta không chuyển đổi tư tưởng quan điểm, thì ta sẽ cảm thấy rất khó hiểu. Tưởng hỷ lạc chân thật vi diệu do định sanh xưa kia của vị ấy được diệt trừ và khi tưởng xả lạc vi diệu chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng xả lạc vi diệu chân thật. Như vậy do học tập, một tưởng khởi lên và cũng do học tập một tưởng diệt trừ. Câu cuối cùng, được lặp đi lặp lại xuyên suốt bản kinh, là luôn nhắm đến Potapada với câu hỏi đầu tiên của ông, các tưởng hay tâm thức phát khởi và diệt đi như thế nào? Đức Phật cho ông biết điều đó xảy ra trong tiến trình từ tầng thiền này sang tầng thiền khác. Trong đoạn kinh này, xả equanimity là một cảm giác tự tại. Lạc là yếu tố tiềm ẩn trong tất cả các tầng thiền định ngoại trừ hai tầng thiền. Khi chúng ta tự tại, ta không thể buồn khổ. Điều đó không thể nào xảy ra. Đức Phật đưa ra một ẩn dụ cho tam thiền, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng xanh trong nước lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn đến gốc rễ đều thấm nguồn, tắm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nguồn. Cũng vậy, tỉ kheo thấm nguồn, tắm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỉ ấy thấm nguồn trong ẩn dụ này cũng như ẩn dụ trước đó cả hai đều mang hình ảnh của sự tràn ngập thấm nguồn chúng ta phải thấm đẫm cho mình từ đầu đến chân niềm hỉ lạc trong nhị thiền và ở đây với lạc không có hỉ hoặc là xả equanimity có lẽ tự tại và an lạc sẽ thích hợp hơn đối với những người thật sự không biết xả là gì tuy nhiên trạng thái an lạc ở tam thiền rất bao la mênh mông hơn bất cứ những gì mà ta trải nghiệm ở thế gian điều lý thú là tất cả chúng ta đều có sẵn sự an lạc này ở trong ta tất cả mọi người đều sở hữu nó vậy mà luôn có xung đột xung đột trong nội tâm trong gia đình nơi sở làm chưa kể đến chiến tranh giữa các quốc gia nhưng sự an lạc này luôn nằm bên trong ta chúng ta chỉ cần chú tâm để tìm ra nó thật kỳ lạ là chỉ có một số ít tìm ra kể cả khi chúng ta tọa thiền nó cũng hiếm khi có mặt tuy nhiên khi đã trải nghiệm được sự an lạc nội tại và tập làm thế nào để có thể quay về với nó nhiều lần cũng đủ để thay đổi chất lượng cuộc sống của cá nhân ta cũng như của người khác vì giàu muốn giàu không tất cả chúng ta đều ảnh hưởng lẫn nhau kể cả khi chúng ta ngồi một mình trong động vắng ta vẫn ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài do các trạng thái tình cảm tâm linh phát xuất từ ta mà đa số chúng ta không sống nơi hang vắng nên sự tiếp xúc giữa ta với người chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhau nếu ta tỏa ra sự an lạc người khác cũng cảm nhận được và có thể họ cũng được nhờ sự an lạc của ta có thể hấp dẫn họ rồi họ cũng muốn phát khởi an lạc như ta không chỉ thế mà còn có một tâm thức toàn cầu universal consciousness tất cả chúng ta đều là một phần của nó trong tâm thức toàn cầu đó tất cả những gì mà tâm thức của một cá nhân có thể tạo ra đều có mặt nếu chúng ta một hai mười hoặc một trăm người có được sự an lạc nội tại và có thể duy trì trạng thái đó một khoảng thời gian để có thể thay đổi chất lượng cuộc sống của ta, thì trạng thái đó cũng đi vào tâm thức toàn cầu để ta luôn có thể được tiếp xúc, sử dụng. Ngược lại, những gì ta đã tạo ra nơi tâm thức mình sẽ quay trở về với ta từ tâm thức toàn cầu ấy, giống như một tiếng rồi. Chúng ta chỉ có thể nắm bắt những gì ta đã tạo ra từ bên trong. Tâm thức toàn cầu không thể mang đến cho ta sự an lạc nếu như chúng ta chưa trải nghiệm qua sự an lạc nội tại nơi chính bản thân đó không phải là con đường một chiều tôi sẽ sống an lạc dầu thế giới xê ó bị hủy diệt đức phật chưa bao giờ dạy chúng ta như thế cả cuộc đời đức phật không ngừng chỉ cho ta những gì ta có thể làm được thông điệp giải thoát của đức phật đã được truyền từ đất nước này sang đất nước khác giờ thông điệp ấy đã đến đây với chúng ta trong bản kinh này Đức Phật nói về nhất tâm, unity of mind, hoặc nhất điểm, one pointedness, nhưng cũng có ý nghĩa sâu xa hơn, đó là tâm thức đồng nhất, unity consciousness. Tâm thức này phát khởi một cách rất vi tế ở thời điểm này trong thiền định, và là sự nhận thức rằng chúng ta không khác biệt nhau. Tất cả chúng ta đều liên hệ, hòa trộn trong một sự sáng tạo. Khi tiến sâu lên các tầng thiền định cao hơn ý thức vi tế này trở thành một trải nghiệm rõ rệt một tâm thức đồng nhất như thế khiến tình thương yêu lòng từ bi trở nên dễ có mặt hơn vì không có sự phân biệt giữa ta và người đây chính là đặc tính của trái tim không có gì khác hơn một khi tâm có thể tự thăng hoa nâng mình lên khỏi những suy nghĩ tầm thường liên quan đến lý luận phân tích chi kiến tiêu cực thì nó cũng có thể khích lệ làm phấn chấn tất cả các trạng thái tâm thức khác môi trường ta sống tùy thuộc vào chúng ta thật sai lầm khi suy nghĩ như phần đông vẫn nghĩ môi trường thiên nhiên sẵn có đó tôi có toàn quyền sử dụng để đem lại lợi ích cho tôi đó là một suy nghĩ sai lầm thật sự không có ranh giới giữa chúng ta và môi trường xung quanh bao gồm tha nhân và vũ trụ thiên nhiên tất cả đều tùy thuộc lẫn nhau vì thế, nếu chúng ta muốn có một môi trường sống ít ô nhiễm, thì chúng ta cần có một tâm thức ít ô nhiễm, một tâm thức có khả năng vươn đến các trạng thái tâm thức cao hơn. Các trạng thái này không chỉ giới hạn trong các tầng thiền định, nhưng dựa vào chúng để hiện hữu. Tủ sách áo lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết tập 4, Tôi là AI, của Nisuya Khema. Đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào tập 5.